đành ngàn tháng đầu, qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Dạ chị, em xin phép đi. Em chào chị em đi. Chào chị. Cảm ơn hai em. Chào chị, em cảm ơn chị. Thư viện đi. Chào em. Em đi nghe chị. Anh đi nghe em. Châu Sơn có từng hay đi săn không? Lúc trước thì có, nhưng bây giờ Châu Sơn đã là người của phòng lâm nghiệp rồi, hiểu ra rồi, phải bảo vệ rừng, không dám đi săn nữa. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Cũng chưa tốt gì đâu chị Hùng. Sao vậy? Châu Sơn phải có trách nhiệm làm cho dân bản mình hiểu ra mới được, chứ mình Châu Sơn hiểu thì có ích gì đâu. Bên kia có thu. Châu Chế Hùng, anh ta là ai? Sao chuyện gì cũng thấy anh ta nhúng mũi vào hết vậy? Chị Hùng, chị Hùng à, từ từ đã, chị Hùng à, cẩn thận đó chị Hùng. Ủa, anh ta là ai mà sao có súng? Có thấy ai không chị Hùng? Không, chắc là những người đi săn trộm thôi. Đó, chị Hùng thấy không? Phải làm cho dân buôn mình hiểu thì mới chấm dứt được nạn săn trộm. Mình đi ra suối đi anh.
nó đi với ai nữa thì đó mới biết. Anh Tư, ừ? Nếu như phi vụ này trót lọt thì anh cho em bao nhiêu? Em làm giá với anh hả? Em đâu có dám. Anh muốn cho em bao nhiêu thì em hưởng bấy nhiêu thôi. Chẳng qua là em muốn biết để liệu chừng thôi. Em định dây nắm một ít tiền để mua đồ. Thằng kia chồng bao nhiêu? Tùy anh Tư thôi. Nếu xử lý con mồi biến mất thì anh Tư đòi giá bao nhiêu? Nếu lấy thẹo, thẹo lớn hoặc thẹo nhỏ thì tùy anh thôi. Phương, coi chừng không phải con mồi kia ăn thẹo mà là chính em phải ăn thẹo đó. Em đứng trung gian dọ giá ăn tiền hay đâu phải không? Anh Tư à, quan cho em quá à. Em đâu có dám. Nói cho em biết, anh không có ngu gì giữ cho con mồi quá kiếp qua thế giới bên kia đâu. Anh chỉ lấy thẹo với tỷ lệ thương tật nhẹ, nhỏ hơn mức quy định phải ở tù. Anh mà cũng sợ bị ở tù hả? Ở trong tù thì lấy gì có tiền để mà ăn chứ. Nếu khách yêu cầu anh phải cho con mồi quá kiếp thì anh có nhận lời không? Cái đó tùy vào thực tế. Còn mồi ra sao anh Tư mới quyết định được có đáng phải hạ thủ hay không. Vì giết một mạng người, nhiều thứ rắc rối xảy ra lắm. Sao, giữa khách hàng và con mồi cực kỳ thâm thù hả? Mối thâm thù đến mức nào thì em vẫn chưa rõ lắm. Con mồi là đối thủ trong làm ăn kinh tế hay thuộc quan hệ tình cảm? Hình như là tình cảm. Em còn ngon lắm. Nhiều thằng đàn ông chết mệt vì em đó. Có khi nào chính em là nguyên nhân xúi thằng kia xử tình địch hay không? Món nghề vừa được tình vừa được tiền em chưa có bao giờ học qua hết á. Xạo nè. Nếu em muốn cưỡng trái tim của khách hàng thì phải xin phép anh Tư đó. Vì anh ghen lắm đó, em hiểu chưa? Em hiểu. Em là em gái trung thành với anh Tư mà. Vô. Khi nào thì phi vụ bắt đầu? Càng sớm càng tốt anh à. Chỉ cần anh gật đầu là em sẽ kêu khách hàng chung tiền cho anh liền à. Được rồi, thôi anh biến trước đây. Đừng tin Mạnh Cường, anh ta là một kẻ lừa đảo và đang lợi dụng bạn. Tỉnh táo.
Em. À, anh. Chà, này siêng năng dữ ha. Anh xin lỗi em. Anh về mà anh không cho em hay. Em. Em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Anh em đây. Em cảm ơn anh. Ngồi đi em. Nhưng mà em đâu có là cái gì đâu. Tại sao anh về phải đi tìm em chứ? Thôi mà, em đừng giận anh nữa. Anh đang lo cái vụ kho báu đó mà. Thất bại quá cay đắng. Mọi chuyện sao rồi anh? Anh kể cho em nghe đi. Em nhìn cái gì vậy? Đâu có, em đâu có nhìn gì đâu. Em để điện thoại dưới làm chi? Ủa, vậy hả? Vậy mà nãy giờ em đi kiếm em không thấy. Thì ra là nằm ở dưới đó. Sao? Anh kể cho em nghe đi. Không có gì vui hết đó em à. Hay là bây giờ anh chở em đi ăn nha. Thôi, em còn nhiều hồ sơ lắm, chưa giải quyết nữa. Đi đại đi, lát giải quyết sau. Mà Bạch Tuyết đâu? Không về chung với anh hả? Không, Tuyết đã xin nghỉ ở công ty mình rồi. Sao kỳ vậy? Em đâu có nghe nói gì đâu. Nhưng mà cổ đang làm việc tốt, sao lại xin nghỉ với anh? Chắc có lẽ là cô có việc làm tốt hơn. Mà thôi đi, em hỏi làm chi? Lúc khác nói. Mới có mấy ngày không gặp à, mà anh tưởng như là có mấy năm vậy đó. Kỳ lắm. Hùng miếng đi. Thôi mà, người ta thấy bây giờ. Dạ chào sếp. Sếp đi công tác xa về có quà cho em không vậy? Có quà chứ. Mà anh quên mang rồi. Dạ. Anh, hay là mình mời mọi người đi ăn chung luôn đi, để chúc mừng ngày anh trở về ha. Vậy sao được? Anh muốn chỉ có anh với em thôi. Có mấy đứa còn gì riêng tư. Thôi mà, đi. Thôi được rồi, chở luôn. Hôm nay anh Đại mời hết mọi người công ty đi ăn. Thanh kiều sếp. Anh, chút nữa thì em quên, em gửi anh hồ sơ dự án mới công ty mình nè. Cô tham ăn vừa thôi nha. Nhắc tới đi ăn quên hết công việc à. Đâu có, tại thấy sếp về em vui quá chứ bộ. Từ nay mọi việc của công ty á, Kim Hằng sẽ thay anh giải quyết. Dạ. Mình đi em. Đợi chút xíu. Đi. Đi. Chào bác. Mời ngồi. Con mới ở trển vậy? Có tin này phải báo gấp cho bác biết. Hay quá, tôi đang nóng ruột chờ cậu đây. Có tin gì vậy? Con mới nhận được một tin là có một nhóm đang rục rịch chuẩn bị xin giấy phép để khai thác kho báu. Gì kỳ vậy? Hay là họ khai thác địa điểm khác? Vẫn địa điểm cũ bác à. Vẫn điểm cũ mà Mạnh Cường đã khai thác. Mạnh Cường? Dạ. Vậy là ai? Dạ con không biết chắc là ai, nhưng có một số thông tin cho biết rất có thể có tới hai người là Mạnh Cường hoặc là Mạnh Cường. Cái gì? Cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc hay sao? Tôi tưởng sau khi bị bắt, Cường đã phải nhục chí mà từ bỏ tất cả rồi chứ. Nhưng có thể vẫn là Cường thì sao hả bác?
Vậy còn người thứ hai? Là Châu Chế Hùng đó bác. Alo, ba nghe. Ba có tin gì của anh Tiến chưa ba? Có rồi. Mạnh Cường đang xin giấy phép để tiếp tục khai thác kho báu. Mà anh tìm được địa điểm cất giấu kho báu mới hả ba? Không, vẫn xin khai thác địa điểm cũ. Sao kỳ vậy ba? Chẳng phải anh không tìm được cái gì ở đó hả? Ba nghĩ là thằng Cường nắm được cái gì đó chắc chắn từ ông Châu Chiếp, nên mới quyết tâm như vậy. Ngoài ra có thông tin cho ba biết, Châu Chế Hồng có khả năng là người giấu mặt, đang xin giấy phép nữa. Vậy còn Thiên Lộc sao ba? Thằng Lộc thì rất tốt, nó đang đi tìm kho báu thì lại bỏ ngang để cứu hai mẹ con người dân tộc sắp bị chôn sống. Dạ vậy hả ba? Lộc là người lương thiện, con sẽ cố hết sức giúp cho Thiên Lộc toại nguyện, dù là có kho báu hay không. Ừ thôi, con chào ba nha, con đang đi chung với Mạnh Cường. Mà anh đang có âm mưu gì đó với Bạch Tuyết đó. Bạch Tuyết đã nghi diệt công ty con rồi. Con còn nghe nói là anh còn đốt liều của Bạch Tuyết nữa. Con sợ là anh sẽ hại Bạch Tuyết đó. Lý do là gì? Có lẽ là do anh ghen. Anh nghĩ anh bị phản bội vì cho rằng Bạch Tuyết đi theo anh bấy lâu nay chỉ là vì vị trí của kho báu. Nay đã biết rồi thì lại quay qua người có thế lực hơn là Châu Chế Hùng. Thôi được rồi, con cứ yên tâm đi, ba sẽ cử Tiến theo sát vụ việc này. Dạ thôi con chào ba nha. Ủa chuyện gì vậy bác? Không ngờ thằng Cường càng ngày nó càng thâm độc như vậy. Hết cướp bản đồ của thằng Lộc, giờ lại còn bày trò tính hại người. Vậy là thông tin của cậu về Châu Chế Hùng là chính xác. Dạ. Cậu đã phát hiện ra ai là người nổ súng bắn con gái tôi chưa? Dạ chưa bác ạ. Nhưng con thấy một người rất là quen. Kẻ đó với kẻ đe dọa nhân viên công ty Mạnh Cường phải nghỉ việc, có phải là một không? Theo mô tả của Thảo và một số cô bị dọa hôm trước thì rất có thể là một người đó bác. Vậy hả? Vậy thì theo cậu là ai? Rất có thể là tên Lâm, tay sai của Mạnh Cường đó bác. Trời, lại là cái thằng Mạnh Cường. Cháu chưa thể khẳng định vì chưa đủ chứng cứ. Bên công an vẫn chưa nói gì về vụ ám sát hôm trước, cho nên vì sự an toàn của công ty, cậu phải hết sức cẩn thận và phải tiếp tục cử vệ sĩ bảo vệ Kim Hằng cho tôi. Tôi lo cho tính mạng của con bé lắm, nó càng ngày càng lấn sâu vào cuộc chiến rất nguy hiểm. Dạ, con biết rồi. Còn nữa, việc thứ hai cũng không kém phần quan trọng, là phải xác định kẻ đang xin giấy phép là ai, Mạnh Cường hay Châu Chế Hùng. Bác có thể nhờ luật sư để đánh Tiếng. Là bác sẵn sàng thương lượng cùng Mạnh Cường và Châu Chế Hùng để giảm bớt mối nguy hiểm được không? Cậu nổi tiếng là cao thủ tuyệt quyền đạo, vậy mà cũng ngại bọn chúng sao? Chúng đó nấp trong bóng tối bác ạ. Còn mình thì ở ngoài ánh sáng, khó mình lường trước được những đòn đánh sau lưng của bọn chúng, khi không biết chúng lại và trong tay chúng có những gì. Thiệt ra khi mình nhờ luật sư đánh Tiếng thương thảo, bọn chúng sẽ ra mặt lộ tông tích, tức là mình dùng kế dụ cáo ra khỏi hang đó bác. Hay, không ngờ võ sư Tiến lại có tài quân sư nữa. Mãi đến hôm nay tôi mới được một sở thị. Mẹo nhỏ thôi mà bác, bác cứ chọc con hoài. Không, đó là một kế hay. Mình phải xác định chính xác Châu Chế Hùng hay Mạnh Cường đang giấu mình chờ thời. Nhưng bọn chúng cũng không dễ mắc bẫy vậy đâu. Mưu đồ của chúng là độc chiếm kho báu, chứ không phải thương thảo thương thiết gì hết. Bọn chúng đang chơi trò rung cây nhát khỉ đối với tôi. Nhưng tại sao hả bác? Chắc là bọn chúng cũng đã đánh hơi được tôi ủng hộ và giúp Thiên Lộc đi tìm kho báu rồi.
Vậy bác tính sao ạ? Chúng mưu cao thì mình có kế sâu. Mạnh Cường, Châu Chế Hùng, bọn họ ít nhất cũng phải có một người bị loại khỏi cuộc chơi. Là sao bác? Con không hiểu. Tôi đã gửi tới địa chỉ nhà ông Châu Chiếp một bản vẽ đường tới kho báu. Cậu quên rồi sao? À, con nhớ ra rồi. Sau đó mình biết ai lấy trộm phải không bác? Sẽ có kẻo tin vào nó. À, vậy mà con cứ đang thắc mắc hoài. Thì ra là vậy. Thực ra bản vẽ đó sẽ dẫn người đi theo nó đến một cái đích rất bất ngờ, nhưng tôi chưa thể nói cho cậu biết được. Chào cô. À, sao rảnh tiếng? Chuyện em nhờ anh sao rồi? Có anh Cường ở đây không em? Anh đi ra ngoài rồi. Bây giờ anh có gì cứ nói đi, đừng có sợ. Mọi chuyện của công ty bây giờ đều do em định đoạt hết rồi. Xong rồi, tôi đã liên hệ bên đất ta. Bây giờ bước tiếp theo là tới em rồi đó Kim Hằng. Cảm ơn anh nhiều nha. Mời uống nước. Ừ. Cảm ơn em. Nhưng mà em nên cẩn thận. Mạnh Cường bây giờ không còn như xưa đâu. Hắn rất thâm độc. Anh ta có gì đâu mà cả ba em với anh đều sợ vậy. Có nhiều chuyện về Mạnh Cường mà em không thể nào tưởng tượng ra đâu. Giữa đầy ngàn tháng đồ, qua bao mùa bao giờ, sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận, sao kiếp người vương mơ. Lắm bề dâu lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình.